Xin chào tất cả các bạn. Xin chào những đối tác tuyệt vời của chúng ta. Tâm trạng của các bạn hiện nay như thế nào? Xin hãy đánh giá các bạn có nghe thấy rõ, nhìn thấy rõ như thế nào. Xin đánh số từ 1 tới 10 vào chat. Có cần tôi ngồi xa ra không ạ? Tôi cũng hy vọng các bạn, tất cả các bạn có tâm trạng đều là điểm 10. Tôi rất vui vì hôm nay chúng ta tập hợp đông đủ tại đây. Mỗi lần hội thảo như vậy, khi chúng ta đều rất vui mừng được chào đón những tin tức mới, những thông tin bổ ích. Thật tuyệt vời vì hôm nay các bạn ở đây. Tôi nghĩ rằng có phải đó là vì cổ tức hay không? Thật là tuyệt vời vì đó sẽ là lý do để các bạn tập hợp lại tại đây 2 lần mỗi năm. Và để làm sao để có được điều đó, tôi sẽ xin chia sẻ sau đây tới các bạn. Tôi xin được nói trước với các bạn, bài thuyết trình hôm nay của chúng ta sẽ không thật chi tiết, dành cho những người mới. Nếu các bạn, trong số các bạn, những người ở đây của chúng ta, có người mới, thì xin hãy đánh số 1 vào chat. Hôm nay tôi sẽ trình bày tới các bạn về hoạt động mà chúng ta đang thực hiện một cách rất ngắn gọn. Và sau đó sẽ là anh FN Nhi sẽ nói về những tin tức mới nhất và trả lời cho các câu hỏi. Và xin được nhắc các bạn về tôi đã có 2 tuần sử dụng lọ tinh dầu Rusich. Trong bài thuyết trình hôm nay tôi cũng sẽ kể về nó cho các bạn. Vâng, chúng ta bắt đầu thôi. United Financial Group là một công ty bắt đầu hoạt động từ tháng 8 năm 2019. Đây là một công ty đầu tư với nền tảng riêng trên cơ sở đầu tư cộng đồng. Và vốn đầu tư được hình thành trên cơ sở thu hút từ các khoản đầu tư cá nhân, cũng như đầu tư từ các công ty thành viên tham gia. Chúng tôi lựa chọn một trong những hướng triển vọng nhất hiện nay, đó là đưa ra thị trường các chế phẩm tăng sức đề kháng một cách an toàn và các chế phẩm chữa trị ung thư cũng như các loại thuốc mới. Tức là chúng tôi không chỉ kiến tạo danh mục đầu tư cân đối cho các nhà đầu tư mà còn có những bước đi thực sự tuyệt vời. Điều đó được thể hiện qua con số thống kê dự báo tới năm 2050 sẽ có rất nhiều dân số toàn cầu cần sử dụng các chế phẩm, dược phẩm được chúng ta sản xuất. Những sản phẩm của chúng ta không có tác dụng phụ, không sử dụng các thành phần hóa học độc hại, mà sử dụng các thành phần thân thiện với tự nhiên và an toàn với con người. Bên cạnh đó, chúng tôi còn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin, và đó là lĩnh vực rất lợi nhuận. Và trong thời gian 3 năm vừa qua, cả lĩnh vực y dược cũng được thu hút sự quan tâm lớn trong giới đầu tư. Các khoản đầu tư đưa vào lĩnh vực này đã tăng lên đáng kể. Vì thế, chúng tôi với tư cách là đơn vị công ty đầu tư, chúng tôi quan tâm tới quyền lợi của nhà đầu tư và đã lựa chọn 2 hướng rất triển vọng này. Lĩnh vực điều trị ung thư chiếm tỷ lệ lớn trong các chi phí y tế. Nó chiếm khoảng 11% tổng số chi tiêu về y tế, tức là khoảng 20 đến 30 tỷ đô trên tổng số 150 tỷ đô tổng quy mô của thị trường. Và tất nhiên, việc đầu tư vào lĩnh vực này sẽ đem lại hiệu quả vô cùng to lớn cho tất cả nhà đầu tư của chúng ta. Vâng, và như thế thì công ty chúng ta còn sở hữu những ưu thế nào nữa? Theo phân tích từ công ty S&P Global Market Intelligence,
Doanh số bán thuốc để điều trị ung thư mang lại những khoản doanh thu lớn nhất cho các công ty dược trong năm 2019, như các bạn có thể thấy trên màn hình. Những con số doanh thu 19,17 tỷ đô, 11,08 tỷ đô, 7,12 tỷ đô, v.v. Tức là nếu chúng ta đầu tư vào lĩnh vực này thì chúng ta sẽ kỳ vọng đón những khoản cổ tức rất lớn. Chính lĩnh vực này hiện nay đang phát triển với tốc độ mạnh mẽ, cũng như 10 năm trước diễn ra cơn bùng nổ về công nghệ. Và như tôi đã nói, lĩnh vực này rất có tiềm năng và nó đã được đầu tư bởi những người khổng lồ như Bill Gates. Ông đã bỏ 14 triệu 800 ngàn đô vào công nghệ sinh học Vir. Jeff Bezos với 76 triệu đô vào startup công nghệ sinh học. Và Warren Buffett, một cá voi đầu tư với gần 200 triệu đô vào Biogen. Tóm lại, hoạt động của chúng ta là đầu tư vào sự phát triển các chế phẩm thế hệ mới an toàn và thân thiện với môi trường, đầu tư vào các sản phẩm công nghệ thông tin và các sản phẩm đổi mới sáng tạo, phát triển các sản phẩm riêng. Và ngay hiện nay, trong thời gian chỉ chưa tới 2 năm, chúng ta đã đạt được những kết quả như sau. Có hơn 2.000 nhà đầu tư tại 60 nước trên thế giới, thậm chí là hơn, có thể là 63 đến 65 nước. Chúng ta đã có sản xuất, khu sản xuất riêng cho chế phẩm nâng cao hệ miễn dịch. Chúng ta đã có cửa hàng trực tuyến cho các đối tác. Chúng tôi đã có hợp tác với Viện Nghiên cứu Skrifalsovsky và Phòng Thí nghiệm của Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow. Chúng tôi là đối tác của Yellow Blockchain One. Chúng tôi đã cấp vốn cho công ty công nghệ dao động xoáy. Đây là công nghệ xanh, công nghệ thân thiện với môi trường. Và các bạn thấy đấy, đây là thật là một điều tuyệt vời cho hành tinh của chúng ta. Cũng như chúng tôi cấp vốn cho việc nghiên cứu và đưa ra sản xuất chế phẩm riêng để chữa trị ung thư. Bây giờ tôi xin nói thêm về chế phẩm lọ tinh dầu nâng cao miễn dịch Urusic, và chúng ta sẽ nói nhiều tới nó vào ngày hôm nay. Vào những năm 1950, ông Stefan Efimovich Chernyshov đã tạo ra chế phẩm tích âm hoạt tính cao nhờ sử dụng các chất phụ đặc biệt. Và nhờ những chất phụ chất và hoàn thiện đặc biệt này mà chế phẩm đã có những đặc tính khác lạ chưa từng được biết tới, đã giúp điều trị nhiều bệnh, được gọi tên là công cụ thanh lọc mạch máu và cơ thể. Đó là nhờ tích âm hoạt tính cao và phụ chất chuyên biệt. Tiếc rằng, sau đó hết khủng hoảng này tới khủng hoảng khác đã làm chậm lại tiến trình phát triển, và phải tới năm 2012, tinh dầu trên cơ sở phát triển của ông mới được hoàn thiện bởi một nhóm các nhà khoa học. Và công ty United Financial Group đã cấp vốn cho việc sản xuất tinh dầu này vào tháng 7 năm 2020, thì đã sản xuất được lô chế phẩm đầu tiên dưới tên gọi Rusic. Nhờ sản phẩm này thì có rất nhiều người đã sử dụng và được cải thiện sức khỏe. Và trong nó thì có gì? Thành phần của chế phẩm bao gồm 14 loại thảo dược được lấy từ khu vực cao nguyên vườn quốc gia Caucasus, một vùng đất được bảo tồn nghiêm ngặt, môi trường không thể không bị tác động bởi mặt trái của nền văn minh. Mỗi lọ này thì chứa 30ml chế phẩm với nhãn rất đẹp. Chế phẩm giúp nâng cao sức đề kháng tổng thể, đặc biệt là trong tình hình nghiêm trọng hiện nay với COVID. Tôi sẽ kể cho các bạn về câu chuyện trải nghiệm sử dụng của mình. Tôi đã mua nó với một liệu trình sử dụng là 3 hộp, và thật tuyệt là hiện giờ đang có khuyến mại, nên nếu các bạn suy nghĩ thì hãy mua đi, đừng ngần ngại.
và tôi thực sự thấy tràn đầy năng lượng, cảm thấy cơ thể thoải mái, sảng khoái nhất. Nhất là khi nếu bạn làm nhiều công việc cùng một lúc và chỉ ngủ có 4 tiếng một ngày, bạn sẽ thật sự thấy nó rất hiệu quả. Trước tiên là tôi thấy giấc ngủ của mình ngon hơn, tỉnh dậy cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, cảm thấy cả ngày tràn đầy năng lượng và tỉnh táo mà không cần phải uống cà phê nữa. Trước đây tôi là một con nghiện cà phê, nhưng giờ đây thì tôi không cần đến nó nữa. Và thêm nữa, sự phụ thuộc vào đường thì cũng không còn nữa. Nếu những ai để ý thì sẽ thấy là khi sử dụng chế phẩm này, chế phẩm đang thể hiện vai trò chống tác dụng phụ của đường lên não bộ, chống lại sự nhu cầu thèm khát về ăn vặt những loại sản phẩm mà có đường như là sô-cô-la hay là kem. Hiện nay thì tôi đang sống ở miền quê, bên cạnh một con sông, và ở đây có rất nhiều muỗi. Chúng không phải là đốt mà đang hút máu thực sự. Và từ khi tôi sử dụng chế phẩm này, tôi cảm thấy bị ít muỗi đốt hơn nhiều. Có thể là vì cơ thể của tôi giờ đây đã tỏa ra mùi hương khác, không còn hấp dẫn muỗi nữa, vì trong tôi đã có những kháng thể chống lại chúng. Tôi cũng không chắc, nhưng thực sự tôi cảm thấy rất dễ chịu hơn rất nhiều. Và với những người phụ nữ thì tôi xin đặc biệt chia sẻ rằng da dẻ sau khi sử dụng chế phẩm này sẽ trở nên đẹp hơn nhiều, vì chế phẩm chứa những khoáng chất, vi lượng và đa lượng, cũng như giúp làm sạch mạch máu, tăng cường độ đàn hồi của tế bào. Và mỗi khi các bạn nhìn mình trong gương, các bạn sẽ cảm thấy thật tuyệt vời. Vì thế, hãy đừng ngần ngại sở hữu cho mình toàn bộ liệu trình điều trị này. Nhân đây thì cũng theo phản hồi của người chị tôi ở Moscow, sau khi sử dụng chế phẩm này thì cô ấy đã trở nên sảng khoái hơn rất nhiều, cảm thấy rất nhiều năng lượng. Tóm lại là chế phẩm này sẽ đem lại sự kỳ diệu thực sự về sức khỏe cho chúng ta. Tôi nghĩ rằng sự kỳ diệu này đến từ thiên nhiên, vì thành phần của chế phẩm này hoàn toàn là các thảo dược tự nhiên. United Financial Group đang tiến hành các hoạt động hài hòa với thiên nhiên. Thành phần của chế phẩm này bao gồm 14 loại thảo dược được lấy từ khu vực cao nguyên vườn quốc gia Caucasus, một vùng đất được bảo tồn nghiêm ngặt, môi trường hoàn toàn không bị tác động bởi con người. Mỗi loại thảo dược trong đó mang tới hiệu quả tăng cường cho giải sức khỏe riêng biệt. Và tôi xin chia sẻ thêm rằng chế phẩm này giúp nâng cao độ đàn hồi của hệ cơ quan, nên kết quả là trong những ngày qua thời tiết rất nóng nực mà tôi lại phải có việc ra làm vườn, thì cảm thấy cơ thể rất khỏe mạnh, không như trước đây là đầu óc sẽ quay cuồng. Tóm lại là cơ thể sau khi sử dụng chế phẩm này sẽ cảm thấy sảng khoái, tỉnh táo, giàu năng lượng và mạnh mẽ hơn.
Lạy Chúa, đây chính là điều mà chúng ta cần có trong cuộc sống. Khi phải đảm nhận nhiều công việc khác nhau và cần quan tâm duy trì nâng cao sức khỏe của mình. Thật tiếc rằng, nếu 5 năm trước mà xuất hiện chế phẩm như thế này thì công việc của tôi đã có những thành tựu tốt hơn nhiều. Còn bây giờ với chế phẩm này thì thực sự thật là tuyệt vời. Tôi khuyến nghị tất cả các bạn hãy sử dụng nó. Đặc biệt là trong điều kiện dịch bệnh hiện nay. Như tôi được biết, trong điều kiện hiện nay dịch bệnh như vậy, thì ở nhiều nơi đang có những chiến dịch tiêm chủng bắt buộc. Tôi không hô hào điều gì cả, hoàn toàn không. Nhưng tôi được biết rằng nhiều người sau khi tiêm vaccine đã có những triệu chứng như sốt, cảm thấy mệt mỏi và các phản ứng phụ khác. Trước khi các bạn tiêm chủng, hãy sử dụng chế phẩm này. Vì như người bạn của tôi, cô ấy đã sử dụng chế phẩm này và sau khi mà tiêm vaccine vào thì cô ấy không gặp vấn đề gì cả, chỉ hơi sốt một chút thôi. Hoàn toàn không có những tác dụng phụ nghiêm trọng như những người khác. Chúng tôi biết rằng là chế phẩm này giúp giảm nhẹ những triệu chứng gặp phải và khi bị sốt thì cũng không bị quá cao như là lên 38, 39 độ và điều ấy giúp giảm nhẹ rất nhiều những mệt mỏi phải chịu. Tức là đó như một biện pháp phòng ngừa. Thật tuyệt vời phải không ạ? Chế phẩm này nâng cao sức đề kháng ở mọi phương diện. Và đây là một chế phẩm thật sự tuyệt vời mà tôi nghĩ rằng nó sẽ, khi nó được khởi động đưa ra thị trường châu Âu, việc kinh doanh của chúng ta sẽ đột phá mạnh mẽ như cơ thể của tôi đang tràn đầy năng lượng sau khi sử dụng chế phẩm này vậy. Và thêm nữa, chế phẩm này không có tác dụng phụ. Nó chỉ có lưu ý là với một số người có dị ứng với thành phần nào của thảo dược, thì nếu sử dụng các bạn cảm thấy hơi nhức đầu thì chỉ đơn giản là chỉ cần giảm liều xuống, giảm số giọt sử dụng ít đi. Và mọi thứ sẽ thật tuyệt vời. Xin cảm ơn FNG, cảm ơn và cũng chúc bạn sức khỏe. Và chúng ta còn có sản phẩm nào nữa? Đó là Lavash Matkevich. Đó là phương thức làm sạch cơ thể và phục hồi sức khỏe từ bên trong. Nó làm sạch dạ dày vô cùng hiệu quả và đồng thời cũng tăng cường sức đề kháng của bạn. Đây là phương pháp duy nhất được phê duyệt bởi Viện Sklifosovsky để làm sạch cơ thể từ bên trong, với hiệu quả và độ an toàn được nghiên cứu trên cơ sở khoa học và đã được chứng thực trong nhiều năm tại các cơ sở y tế hàng đầu. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có một sản phẩm tuyệt vời đang được phát triển là Astramelanin. Những tin tức mới về Astramelanin sẽ được anh Evgeny trình bày sau đây một chút. Chúng tôi đang tiến hành công việc về nó và các bạn biết đấy, khi bắt đầu vào rồi thì chúng ta sẽ thấy được những đường đi cụ thể, có những biển số thay đổi, có những điều cần bổ sung chỉnh sửa. Astramelanin là một chế phẩm chữa ung thư và các loại bệnh nan y khác. Khi mà bệnh viện không thể cứu chữa và trả bệnh nhân về gia đình, thì chế phẩm này có thể chữa trị được. Chắc các bạn đã đọc cuốn sách được đăng về nó. Nó không chỉ chữa trị ung thư, mà còn có thể điều trị nhiều bệnh khác. Tất nhiên, hướng chính của nó vẫn là điều trị ung thư. Nó đã được sử dụng tại các bệnh viện ở Moscow cũng như giới y tế Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Các bạn có thể thấy được tầm ảnh hưởng của nó như thế nào chưa? Thậm chí cả ở Mỹ, nơi có trình độ phát triển dược phẩm rất cao với doanh thu về y dược hàng đầu thế giới. Vào năm 1966, nhà khoa học Liên Xô là bà Svetlana Pavlovna Lyap bắt đầu nghiên cứu về các hắc tố trên mẫu nấm men thu được từ đất Nam Cực. Điều này đã được lưu giữ tới tận ngày nay và đang được chúng tôi tiếp nối nghiên cứu. Từ đó đã tạo ra được chế phẩm có sự đột phá, không có tác dụng phụ, không chống chỉ định. Và vào tháng 2 năm 2021, United Financial Group đã cấp vốn cho việc khởi động sản xuất và thử nghiệm lâm sàng với Astramelanin, cũng như đã mua sắm các thiết bị cần thiết cho phòng thí nghiệm. Những nhà khoa học hợp tác cùng chúng tôi đã lựa chọn môi trường nuôi cấy thuận lợi nhất cho chủng sinh vật này. Chúng tôi đang làm việc với những chuyên gia thực sự. Đó là những người rất tài năng, nắm rất sâu về lĩnh vực.
Và bây giờ thì tôi có câu hỏi dành cho các bạn. Các bạn có những kế hoạch nào cho cuộc đời? Cần bao nhiêu thời gian để thực hiện chúng? Đây là câu hỏi thực sự không dễ trả lời, không thoải mái, nhất là khi mọi người đang ở trạng thái chạy theo dòng đời và mải miết làm ăn kiếm sống. Và thường là khi họ ngoảnh lại nhìn những khoảnh khắc đã trôi qua, thì họ mới bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của mình. Công ty United Financial Group mang tới cho mọi người hai công cụ, không chỉ để đầu tư tài chính, mà còn nâng cao sức khỏe, giữ cho cơ thể ở trạng thái tốt nhất. Các bạn có những cơ hội gì khi cùng chúng tôi tại USG? Các bạn có thể đơn giản là những người mua sản phẩm của USG. Các bạn sẽ nhận được các bonus, quà tặng, khuyến mãi, sử dụng các sản phẩm do chúng tôi sản xuất. Các bạn có thể là đối tác của cửa hàng trực tuyến, nhận được các khuyến mại, lợi nhuận từ việc giới thiệu mua hàng. Các bạn có thể là nhà đầu tư của UFG, nhận cổ tức từ mọi hoạt động của UFG. Nếu là nhà đầu tư UFG Crypto, các bạn sẽ nhận được lợi nhuận từ việc giao dịch trên thị trường tiền mã hóa. Chắc hẳn tất cả các bạn đều biết về tiền crypto, nó đem lại những cơ hội giao dịch kiếm lợi nhuận. Cổ phần trong công ty chúng ta có tổng số là 2 tỷ 400 triệu. Trước đó đã diễn ra sự chia tách cổ phần, làm số lượng cổ phần tăng lên 1.000 lần. Trên màn hình, chúng ta đang thấy số cổ phần sau khi chia tách có 600 triệu cổ phần được phân chia cho việc cấp vốn, 200 triệu cổ phần là do UFG nắm giữ. Số cổ phần này cũng nhận được cổ tức bình thường. 90 triệu cổ phần được phân phối cho các cấp bậc Gold, Platinum mà chúng tôi đang cung cấp. 15 triệu cổ phần là phần bonus khi các bạn mua cổ phần. Số còn lại 1 tỷ 495 triệu cổ phần là phần dự trữ, chỉ được sử dụng khi cần thiết phải có cấp vốn bổ sung và cổ tức sẽ không chia sang phần này. Công ty không có quyền sử dụng cổ tức của nhà đầu tư cho hoạt động của mình. 100% lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức cho các cổ đông. Hiện nay chúng ta đang ở giai đoạn thứ 8 và các bạn cũng hay xem giá cổ phần nó tăng lên sau mỗi lần chuyển giai đoạn. Tôi cho rằng đây là một điều tuyệt vời cho các nhà đầu tư của chúng ta. Các bạn biết đấy, dù giá cổ phần chỉ lên là 10 cent thôi, thì số lợi nhuận của chúng ta có được cũng nhiều tới như thế nào. Vì thế, tôi xin chúc mừng các bạn và hãy đừng chần chừ, hãy sở hữu cổ phần ngay hiện nay. Công ty cung cấp một loạt các gói đầu tư rất tiện lợi, rất dễ tiếp cận cho các nhà đầu tư. Chúng ta biết rằng có những công ty đòi hỏi mức đầu tư khởi đầu để đầu tư là rất lớn. Còn ở đây thì chúng ta có những gói lựa chọn khác nhau. Những gói 500, 750, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, 7.000, v.v. tới 50.000. Với số tiền thanh toán tối thiểu hàng tháng rất khác nhau. Với mức thanh toán cho gói thấp nhất, các bạn có thể nhận được 40.000 cổ phần sau khi thanh toán xong. Tôi chưa từng thấy ở đâu cho phép đầu tư linh hoạt tới vậy. Với 20 tháng trả góp, mỗi tháng chỉ 25 đô, số tiền rất nhỏ. Hay với gói 2.000 đô mỗi tháng chỉ trả góp 50 đô, cũng không đáng là bao. Ở đây chúng ta có những điều kiện đầu tư rất tiện lợi. Như vậy, ai cũng có thể đầu tư cho tương lai, cho sức khỏe của mình. Và khi xét tới lạm phát, thì chắc chắn điều này là rất có lợi. Ngoài ra, bạn còn có thể nhận được các cổ phần bonus. Về gói 500 đô, nếu thanh toán trả ngay thì các bạn nhận thêm 19.000 cổ phần, gần 50% số cổ phần theo gói. Ngoài ra, ngoài các cơ hội đã nêu, thì các bạn còn có thể khi lan tỏa thông tin, chia sẻ về công ty chúng ta, các bạn sẽ nhận được hoa hồng từ mạng lưới đối tác. Khi đó thì các bạn không cần phải chờ
hai lần trong một năm để nhận cổ tức nữa, hay là mong ngóng như thế này, thắc mắc xem là công ty đang làm gì và bao giờ có tiền. Ở đây thì bạn chỉ cần mời gọi tham gia, bạn sẽ nhận được hoa hồng từ 10%. Ví dụ như người bạn giới thiệu tới đầu tư 1.000 đô, bạn sẽ nhận được 100 đô cho công sức mình bỏ ra. Với bất kỳ khoản thanh toán trả góp hay gói nào khác, bạn cũng sẽ nhận được 10% hoa hồng. Trong đó, nếu bạn cũng có đầu tư vào công ty, bạn sẽ nhận được thu nhập từ cả tuyến dưới. Như các bạn thấy trên màn hình, điều này sẽ phụ thuộc vào số lượng đầu tư của bạn. Nếu bạn đầu tư 150 đô, bạn có 4 cấp nhận hoa hồng phía dưới, tương ứng là 10%, 3%, 2% và 1%. Số cấp này tăng lên tiếp theo nếu bạn đạt hạng Silver. Khi có đầu tư 1.500 đô, bạn sẽ nhận được hoa hồng giới thiệu từ 6 cấp tuyến dưới trong cấu trúc của mình. Đó chính là cách mà các bạn có thể nhận lợi nhuận và hãy hành động ngay thay vì ngồi yên chờ đợi. Tối đa có thể nhận tới 21 cấp độ sâu trong cấu trúc. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Ở đây không có những điều kiện ngặt nghèo hàng tháng phải thực hiện được. Chỉ cần chia sẻ thông tin, thu hút đầu tư và bạn sẽ nhận được thu nhập tương ứng. Я говорю, потому что вот эта русская рулетка, это в нашем характере. Я считаю, что чтобы жить лучше, давайте мы все вместе немножечко подумаем о том, куда лучше инвестировать. Вырастим в этом сознании немножечко, потому что это важно, это будущее не только вас, это будущее ваших детей, потому что эти доли... Tôi rất tự hào vì tôi đang tham gia vào công ty. Tôi sẽ không bao giờ hối hận về quyết định này. Tất cả chúng ta đang tiến hành những công việc không chỉ về mặt tài chính mà còn đem tới những điều thuận lợi cho tất cả mọi người về sức khỏe, về môi trường. Vì vậy, xin chào mừng các bạn đến với United Financial Group. Hãy bắt đầu kiến tạo tương lai tài chính, hạnh phúc và sức khỏe của mình với UFG ngay hôm nay. Xin chúc tất cả các bạn mùa hè tuyệt vời và tâm trạng đỉnh cao. Sau đây tôi xin chuyển lời cho anh Evgeny với những thông tin mà các bạn sẽ rất mong chờ. Итак, желаю вам отличных выходных, и я передаю слово Евгению, которого вы все очень-очень ждали. Я знаю, что вы его очень ждали. Вот. И отличного лета. Я вам желаю максимально... Сегодня 15 июля, это половина лета уже прошла. Максимально эффективно, на 100% проживите вторую половину лета. Сорайла, фатчинбайку, аньк, эфгэни. Xin cảm ơn bạn Natalia vì những năng lượng tích cực mà bạn mang tới. Thật vui khi được nghe phản hồi tích cực từ người dùng lọ tinh dầu trên thực tế. Mỗi lần như vậy lại mang tới niềm vui nho nhỏ cho chúng tôi. Và chúng tôi đã tích lũy được niềm vui to lớn trong năm qua, hơn một năm qua, từ khi chúng ta có lọ tinh dầu được xuất xưởng. Những kết quả đầu tiên đã được ghi nhận vào tháng 4 năm ngoái, còn giờ là tháng 7, đã hơn một năm rồi. Lô hàng đầu tiên với dây chuyền thiết bị mới. Vâng, bây giờ tôi sẽ thông báo các tin tức mới cho các bạn, tình hình như sau. Về cửa hàng Internet, cửa hàng trực tuyến, chúng ta đã đưa nó vào sử dụng, đã kích hoạt thanh toán qua thẻ và bật link đối tác. Bây giờ thì mỗi đối tác của chúng ta đã có link trong văn phòng cá nhân
có thể gửi link này cho người mà bạn muốn giới thiệu và sẽ có hiển thị thông tin ghi nhận về việc mua hàng của họ trong văn phòng cá nhân. Mọi thứ sẽ hoạt động theo chương trình bonus. Hôm qua đã bắt đầu tiến hành quảng cáo theo kênh của Blogger và sau đấy thì chúng tôi sẽ bật quảng cáo trên các kênh khác. Đã có một số, rất tiếc là đã có một số vướng mắc về thuế nên hồ sơ cho bán hàng vẫn chưa được hoàn tất, sẽ cần nhiều thời gian hơn so với dự tính. Tôi nghĩ rằng vào thứ hai, thứ ba, mọi thứ sẽ xong hết. Nhưng chúng ta vẫn đã được khởi động về cửa hàng trực tuyến. Đó là về lọ tinh dầu. Tiếp theo là về Astramelanin. Thì chúng tôi đã khởi động giai đoạn thử nghiệm thứ hai. Cũng có 6 người tình nguyện tham gia như giai đoạn 1. Bây giờ là giữa tháng 7 và dự kiến tới cuối tháng 8, chúng ta sẽ thu được kết quả sơ bộ về giai đoạn này. Tại Đại học MKU, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow, chúng tôi cũng đang tiếp tục công việc. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin về Astramelanin. Chúng tôi hiện đang làm việc với những người thân của trong gia đình của giáo sư Svetlana Pavlovna. Họ đã cung cấp cho chúng tôi lô chế phẩm đầu tiên để tiến hành thử nghiệm. Tôi cũng đã nhận được, chúng tôi cũng đã nhận được một lô nữa từ phòng thí nghiệm ở San Petersburg, nơi mà bà Svetlana Pavlovna đã từng làm. Và lô thứ ba chúng tôi đang phối hợp với cơ sở lưu trữ nguồn gen của cơ sở lưu trữ nguồn gen này của liên bang lưu trữ nguồn gen toàn Nga, trong đó có mọi loại nấm bao gồm cả nấm men đen nam cực. Như vậy, chúng ta đang đồng thời tiến hành nghiên cứu với ba nguồn nấm. Sau khi nuôi cấy trong cơ chất khác nhau, sẽ thu được điều kiện tối ưu và lượng Astramelanin nhất định. Sẽ cần phải làm giàu nó, loại bỏ các tạp chất. Quá trình này theo tôi sẽ mất khoảng 2-3 tuần. Получается определенная субстанция, потом из этой субстанции происходит под действием определенных химических реактивов выделяется меланин, потом этот меланин очищается с помощью других реактивов, и задача получается. Sau khi làm rõ mọi thứ, chúng ta sẽ hiểu về quy trình công nghệ để sản xuất và sau đó chúng ta sẽ có các lô sản xuất xong và với kết quả thử nghiệm chúng ta sẽ có cái nhìn tổng thể so sánh được ba loại chế phẩm và chọn loại tốt nhất từ ba nguồn trên. В лаборатории, с которой сотрудничает Лях, муж и сын
Вот. И третий вариант – это из Санкт-Петербурга. Вот. Мы сможем сравнить и понять, где наиболее лучшее качество. Sau khi nhận được các kết quả đó, thì bước tiếp theo của chúng ta sẽ là đăng ký sáng chế. Trước đây thì cái việc đăng ký sáng chế này đã được thực hiện cho Svetlana Pavlovna, nhưng đã quá thời hạn bảo hộ, theo tôi nhớ là 15 đến 20 năm. Và vì thế, để bảo hộ sản phẩm của chúng ta, sẽ cần có đăng ký sáng chế bổ sung. Tất nhiên là không thể đăng ký sáng chế trước, mà cần phải có những nghiên cứu bổ sung, chứ không thể đăng ký lại. Cần phải đưa thêm vào đó, và sau đó tiến hành đăng ký mới. Sau khi đăng ký sáng chế, với điều kiện nhận được các kết quả phù hợp từ khảo sát của chúng ta, sẽ tiến hành giai đoạn bước tiếp theo là thử nghiệm tiền lâm sàng. Điều này sẽ được thực hiện ở một bệnh viện chuyên biệt được chúng ta ký hợp đồng. Chúng ta sẽ cung ứng cho họ chế phẩm và trên cơ sở điều kiện tại bệnh viện của mình, họ sẽ tiến hành thử nghiệm tiền lâm sàng và các thử nghiệm sẽ được tiến hành với tình nguyện viên. Nhưng trong điều kiện của bệnh viện và được công nhận kết quả thử nghiệm tiền lâm sàng, và căn cứ kết quả thử nghiệm này, nếu đạt hiệu quả tích cực, thì đây sẽ là một loại thuốc tuyệt vời được công nhận. Nhìn chung thì lộ trình là như vậy. Nếu các bạn có câu hỏi về thông tin mà tôi đã chia sẻ, thì các bạn hãy viết vào chat, tôi sẽ trả lời sau đây một chút. Và trước khi có các kết quả thử nghiệm tiền lâm sàng, thì chúng ta đã có thể xuất ra chế phẩm này dưới dạng thực phẩm chức năng và có thể bắt đầu bán nó trên thị trường được rồi. Tức là làm thế đồng thời với việc tiến hành các thử nghiệm tiền lâm sàng. Vấn đề tiếp theo mà có lẽ hôm nay nhiều người tham gia webinar của chúng ta mong chờ nhận được thông tin, đó là về việc chia cổ tức cho nửa đầu năm 2021. Doanh số bán hàng nửa đầu năm 2021 của chúng ta thấp hơn một chút so với nửa cuối năm 2020, khi chúng ta mới bắt đầu bán sản phẩm. Tổng doanh số là 21.000 đô la, lợi nhuận dòng gần 12.000 đô la. Còn lại chúng ta phải chi phí cho sản xuất, marketing, chương trình đối tác, quảng cáo. Thông tin chi tiết sẽ được công bố trong những ngày tới, khi tổng hợp xong mọi số liệu. Có thể là vào tháng 2, tháng 3 sẽ... Vào thứ 2, thứ 3 sẽ xong. Tiếp theo là câu hỏi rất hay thường được đặt ra là tình hình với France như thế nào? Hiện tại thì thông tin như thế này. Tôi đã trao đổi với ông ấy khoảng 2-3 tuần, 5 tuần trước. Chúng tôi nói chuyện một cách bình thường. Có lẽ bây giờ tôi sẽ không nói chi tiết đi sâu vào chỗ này.
Tức là tôi có đặt câu hỏi, ông ấy trả lời bình thường, chúng tôi trò chuyện không có vấn đề gì. Và vì thế tôi hy vọng sắp tới ông ấy hiểu rằng là có thể tiến hành hợp tác. Дальше был вопрос касаемо, достаточно ли инвестиционных средств сейчас поступают. Значит, инвестиционных средств на данном этапе достаточно. У нас сейчас большой расходной части нету пока. Вот. Поэтому тех средств, которые приходят, они, в принципе, все, финансовые вопросы все закрывают. И пока нет необходимости каких-то там срочных вливаний там дополнительных и так далее. То есть пока денежных средств хватает. Вот. У меня пока все. Переходим к вопросам. Câu hỏi, tình hình về dây chuyền sản xuất lọ tinh dầu như thế nào? Vấn đề này đã được tôi trình bày tại một trong các buổi thuyết trình trước. Đơn vị thực hiện chế tạo dây chuyền này họ liên tục gây chậm trễ. Vào khoảng tháng 3 thì họ có gửi cho chúng ta video về dây chuyền đang được lắp ráp và được tiến hành hiệu chỉnh. Hẹn tháng sau sẽ cung ứng dây chuyền hoàn thiện. Nhưng tới cuối tháng 4 thì vẫn chưa xong và lại tiếp tục đề nghị trì hoãn thêm 1 đến 2 tháng nữa. Và sau đó thì chúng tôi đã quyết định dừng hợp tác và đệ đơn khiếu nại lên tòa, đòi họ phải trả lại tiền. Họ có đề nghị là hãy chỉ cần lấy dây chuyền và kết thúc vụ việc, nhưng thực chất thì đến nay dây chuyền sản xuất vẫn chưa được hoàn thiện. Điều này không ảnh hưởng đến việc bán hàng hiện tại vì công suất hiện nay của chúng ta đáp ứng được 5 đến 7 ngàn lọ tinh dầu một tháng, nên hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Chúng ta không có nhu cầu cần thiết là ngay ngày mai hoặc ngày kia là phải lắp xong dây chuyền. Thế nên là hiện tại chúng tôi đã tiến hành việc xử lý với doanh nghiệp kia và tinh chỉnh hệ thống bán hàng. Chúng tôi sẽ thông qua tòa án yêu cầu hoàn tiền bồi thường, rồi tìm đơn vị cùng khác làm việc tử tế hơn và đặt hàng mới. Đó là về vấn đề sản xuất, về dây chuyền sản xuất. Абсолютно без проблем. Вот. Поэтому пока острой необходимости, что эта линия прям вот нам нужна завтра или сегодня, да, как бы ее нет. Поэтому сейчас мы с этим предприятием разберемся. У нас наладятся продажи, нам вернут денежные средства по суду. Вот. И мы будем уже искать другого поставщика, более, скажем так, конкретного, который все-таки работает нормально. Ну и, соответственно, будем размещать новый заказ. Вот касаемо линии. Я привился, так как на работе обязали. Вариантов не было. Пока прошел первый этап без побочек. Что порекомендуете? Принимать бальзам цистернами в течение года, чтобы не потерять иммунитет? Или все кончено и бесполезно? Александр, я, конечно, надеюсь, что вакцина, вот эта, она все-таки безвредная для здоровья и не будет никаких последствий. Насчет того, что надо принимать бальзам цистернами, здесь я не могу дать таких рекомендаций, но если вы все-таки переживаете за падение иммунитета, да, то в принципе можете попринимать, пройти какой-то нормальный курс, да, и посмотреть на Câu свое hỏi, состояние. tôi đã tiêm vaccine ở cơ quan, bị bắt buộc phải tiêm. Hiện đã qua liều thứ nhất, chưa gặp phản ứng phụ gì. Thì có cần phải dùng lọ tinh dầu để không bị mất miễn dịch hay không? Hay không có cách gì nữa? Vâng. Vâng. Thưa bạn Alexander, tôi hy vọng là vaccine không có ảnh hưởng tiêu cực nào cả. Đó là tin đồn thất thiệt thôi. Tôi không thể đưa ra khuyến nghị gì với vaccine cả. Nhưng nếu bạn vẫn lo ngại về việc suy giảm miễn dịch,
thì hãy thử dùng một liệu trình điều trị và xem kết quả trên bản thân mình ra sao. Tôi chỉ có kinh nghiệm cá nhân của mình là vào mùa hè năm ngoái, tôi đã bị dịch COVID tấn công. Và việc sử dụng chế phẩm này với liều gấp đôi đã giúp tôi vượt qua những cơn sốt và căn bệnh hành hạ này chỉ trong vòng 4 ngày, tối đa là 5 ngày, trong đó chỉ có 3 ngày là cảm thấy thực sự mệt mỏi. Бальзам, который будет на Озоне, его будут покупать лучше, чем в нашем интернет-магазине, учитывая, что мы являемся производителем. Ну, я не знаю, может быть, кто-то разбирается в этих маркетплейсах лучше и знает какие-то конкретные причины, почему нам нужно быть там сейчас, тогда можете высказать свою точку зрения, я с удовольствием послушаю. Так, вопросы закончились. Câu hỏi, có kế hoạch dự kiến nào để tiến ra các nền tảng lớn như là Amazon hay các trang thương mại điện tử khác hay không? Ngay bây giờ thì không có dự kiến như vậy. Chúng ta có thể đăng ký mở cửa hàng trên các trang đó, nhưng tại sao lại phải để khách hàng mua tại đó, để cho họ phải tìm kiếm trên đó? Đầu tiên là phải tiến hành các hoạt động quảng cáo. Sau đó nếu cần thiết thì mở cửa hàng ở trên các trang thương mại điện tử. Ví dụ như là trong trường hợp bộ phận bán hàng của chúng ta không thể đáp ứng được vì số lượng đơn hàng quá lớn, thì lúc đó chúng ta có thể xem xét mở cửa hàng phát triển trên các hướng trang thương mại điện tử như vậy. Còn nếu bây giờ chúng ta tiến ra đó thì sẽ phải, ví dụ, đưa vào kho chứa của họ 1.000 lọ chế phẩm và số chế phẩm đó cứ nằm yên ở đấy vì họ... Trang thương mại điện tử họ sẽ không tiến hành quảng cáo thay cho chúng ta mà chúng ta phải tự làm. Vậy thì tại sao khách hàng phải lên Amazon và sau đó bới tìm trong đó, trong khi họ chỉ cần vào mạng và tìm kiếm với từ khóa lọ tinh dầu Rusich là sẽ thấy ngay trang của chúng ta. Vì thế hiện nay tôi chưa thấy lý do nào xác đáng rằng là việc mở cửa hàng trên Amazon sẽ cho kết quả bán hàng tốt hơn so với trang của chúng ta. Hơn thế, chúng ta là một nhà sản xuất. Nhưng nếu các bạn có đề xuất hợp lý về vấn đề này thì đương nhiên tôi rất vui lòng được lắng nghe. Vâng, các câu hỏi đã kết thúc chưa? Trong khi chờ các câu hỏi thì tôi có điều này quan tâm muốn gửi tới các bạn. Hiện nay thì ở trong buổi thuyết trình của chúng ta đang có 30 người. Vậy thì có bao nhiêu người đã được tiêm vaccine và những ai đã tiêm xin đánh dấu cộng vào chat. Tôi mới thấy có 1 người, 2 người, 3 người, 3 người. Vậy thì tôi có câu hỏi tiếp theo. Có ai trong số các bạn ở đây sẽ không tiêm vaccine với bất kỳ điều kiện nào và cũng sẽ không tiêm không? Xin hãy đánh số 1 vào chat. Thực sự tới nay thì câu hỏi này vấn đề tiêm chủng vẫn là một điều gây tranh cãi ở Nga và có nhiều luồng ý kiến trái chiều khác nhau. Chúng ta tôn trọng các ý kiến này cũng như ý kiến của giới chuyên môn. Hy vọng mọi điều đều sẽ tốt đẹp và sẽ kết thúc những hạn chế ép buộc hành trình. Которые направлены на... Которые будут преследовать, скорее всего, какие-то другие цели. Вот. И здесь как бы уже все-таки нужно будет серьезно задуматься об этом. Вот. Потому что дай бог, чтобы все-таки эта прививка, она была на самом деле безвредная и не несла никакой там...
чего-то такого ненужного для организма, да, ну, никто не знает, как бы вот, как-то так, ну, это мои личные мысли. Вот. Ну, а здесь ситуация такая, что выборы-то, по-моему, в сентябре там будут, да, по осени, поэтому до выборов, скорее всего, жестить еще не будут, до выборов еще это будет, скорее всего, в мягком таком режиме, вот, а после выборов уже, может быть, начнут гайки закручивать, вот, когда уже лояльность населения будет особо не нужна, вот, поэтому кто его знает, как оно будет дальше. Так, в течение какого времени будет решение по суду? Сейчас мы ждем вообще суда. Суда еще не было. Поэтому как только будет... Hiện nay, chúng ta đang ở giai đoạn thứ 8. Và các bạn cũng hay xem giá cổ phần nó tăng lên sau mỗi lần chuyển giai đoạn. Tôi cho rằng đây là một điều tuyệt vời cho các nhà đầu tư. В любом случае, решение суда будет в нашу пользу, потому что есть договор, как бы есть налицо все факты. Công ty hiện đang cung cấp một loạt các gói đầu tư rất tiện lợi, dễ tiếp cận cho nhà đầu tư. Ở đây, chúng ta có những điều kiện đầu tư thuận lợi. Ai cũng có thể quan tâm bỏ vốn để dành cho tương lai, cho sức khỏe của mình. Và các bạn cũng có thể thấy rằng là về gói đầu tư càng lớn thì số lượng cổ phần bonus sẽ càng lớn. Các bạn có thể mua hết gói để nhận được số cổ phần nhiều hơn, có thể sử dụng sản phẩm của chúng ta. Điều đó cũng làm tăng tốc cho việc bán hàng và đây là công việc chung của chúng ta. Mỗi người có thể tham gia đóng góp phần công sức nhỏ vào đây. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или их чело, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. Или имя зверя, или число имени его. Вот на самом деле написано было более 2000 лет назад, наверное, но вот то, что сейчас происходит, это очень близко вот к этому. Может быть, это еще то, что с прививками, это еще не совсем вот это, да, но я уже видел, появлялись где-то местами реклама, что можем сделать вам татуировку QR-кода с прививкой там, на руку или еще куда-то, да, это уже чуть-чуть ближе. И я не удивлюсь, если через какое-то время на самом деле начнут там клеймо, не знаю, где-нибудь там какой-то чип вшивать, вот, прививочный там, то есть за последний год, ну, полтора, да, реально мир очень сильно изменился, и вот эти вот вещи, которые еще там пару лет назад все бы смеялись, что вот, вот так вот может быть, да, то сейчас уже никто не смеется, и сейчас уже все нормально к этому относятся. И на самом деле читаешь, что многие люди считают, что прививки это нормально. И население сейчас разделилось на два лагеря. Одни, которые говорят, что прививки это нормально, а другие говорят, что прививки это жесть, да. И даже вот этот момент, который происходит, это уже разделение, вот это, оно уже как бы не совсем хорошо, потому что, как говорят все, разделяют... Câu hỏi tiếp theo, cần chờ thời gian bao lâu về đơn kiện ra tòa? Hiện tại thì phiên tòa chưa diễn ra và khi có thông tin về phiên tòa này thì chúng tôi sẽ tiến hành thông báo. Chúng tôi sẽ làm việc cùng với luật sư để giải quyết vụ việc. Trong mọi trường hợp thì kết quả sẽ nghiêng về phía chúng ta vì đã có hợp đồng và các minh chứng thực tế. Допустим, их сейчас 20% тех, кто за, или может быть 30%, да? А что нужно сделать, чтобы их стало 70% или 80%? Что? Нужно поднять больше панику, что больше заболевает людей, что больше летальных исходов, больше показывать везде, как все плохо, что во всех больницах все переполнено, что все там умирают, мучаются, какие-то услуги позакрывать, кто-то из работы пойдет, кому-то там хочется путешествовать, пойдет сделать. Ну и таким образом, в принципе, если вот эти вот мероприятия сделать, то постепенно, я думаю, что можно до 70-80% желающих привиться, вот это вот количество увеличить. А когда останется меньшинство 20%, меньшинство, в принципе, оно особо не решает уже ничего, и с меньшинством гораздо проще справиться. Можно просто все заблокировать, ограничить, и люди просто окажутся как изгои, вырезанные из, скажем так, из общественной жизни государства. Дальше уже будет
ситуация, по которой нужно будет принимать решение, как жить дальше. То есть, допустим, здесь жить или, может быть, куда-то переехать, или все-таки как-то каким-то образом делать прививку, да? Может быть, какую-то силиконовую руку себе прилепить на плечо китайцу, và чтобы về các chiến dịch quảng bá marketing. Ну да, Андрей, ковид-паспорт с этого начнется, а потом после ковид-паспорта и чип можно будет вставить. Về chiến dịch quảng bá marketing và khuyến mại mới, thì chúng tôi cũng sẽ làm việc và hoàn thiện để sao cho đem lại lợi ích lớn nhất cho các bạn. Vì các bạn cũng là những chủ sở hữu của công ty, những người nắm giữ một phần của công ty, để sao cho không cần phải chờ cổ tức hai lần mỗi năm, mà có thể thêm những nguồn thu mới. Tới đây thì các bạn đã hiểu rằng công ty chúng ta hoạt động như thế nào, và các bạn cũng có thể nhận được nhiều lời khuyên, nhiều thông tin bổ ích từ nhóm mạng xã hội của chúng ta. Chúng tôi có những nhà quản lý marketing chuyên nghiệp tiến hành phát triển việc bán hàng. Các sản phẩm tinh dầu Rusich đã có trên kệ, nhưng đó chưa phải là tất cả. Các bạn hãy tận dụng mọi cơ hội được mang tới từ công ty United Financial Group. Và chúng tôi sẽ còn mang tới cho các bạn nhiều cơ hội mới nữa. Tôi quan tâm tới sự phát triển, tới sức khỏe tài chính và thể chất, vì tôi nghĩ rằng khi một người cảm thấy hài lòng thì họ sẽ còn quay lại và mang tới cơ hội cho nhiều người khác. Như vậy, chúng ta lại càng có thể kiếm được nhiều hoa hồng hơn khi bán sản phẩm tinh dầu. Vì vậy, hãy quyết định và tận dụng cơ hội hiện nay trong giai đoạn này, với số lượng cổ phần còn lại không nhiều. Số lượng này chúng ta có thể dễ dàng bán hết từ nay tới cuối mùa hè, rồi cũng sẽ xây dựng những chương trình khuyến mãi thú vị gửi tới quý vị trong thời gian tới. Và chắc chắn, United Financial Group sẽ là người đồng hành trên con đường xây dựng cuộc sống thịnh vượng cho bạn và con cháu. Đây chính là nhiệm vụ cao nhất của nhiều tổ chức hàng đầu. Корпорации, то есть крупные компании, которые имеют огромное количество ресурсов и средств, соответственно, они будут лоббировать интересы, которые их интересуют, преследовать их, они будут ставить президентов, они будут ставить депутатов в парламент, и они будут этим всем управлять. Поэтому, ну, как бы, то, что мы к этому всему идем, это 100%, здесь даже, как бы, сомнений никаких нет. Так. Чем связана задержка по доставке бальзама? Да, сейчас человек, который занимался именно оформлением всем доставки, в отпуске находится. Через несколько дней буквально. Câu hỏi: Tại sao lại có sự chậm trễ về việc vận chuyển lọ tinh dầu? Vâng, hiện nay nhân viên phụ trách đang nghỉ phép. Vài ngày nữa, người ấy sẽ quay trở lại làm việc và sẽ gửi hàng đi đầy đủ. Chúng tôi chân thành xin lỗi về điều này. Chúng tôi đã định bố trí thay thế, nhưng có những điểm liên quan tới chuyển phát cần làm rõ, nên chúng tôi quyết định tạm ngưng một chút để tránh sai sót không đáng có. Vì thế đã có sự chậm trễ một chút. Это будет интересно. Ну, скоро, наверное, действительно, в магазине будешь заходить, будут сканировать не карточку, а вот так вот по тебе сканером. По лицу проведут роговицу глаза там или еще что-нибудь. Вот, и деньги спишут. Так, ребят, ну, немножко мы ушли от темы. В целом, все вопросы мы обсудили. Если вопросов в магните можно платить взглядом в камеру, да. Вот, ладно, ребят, тогда всем желаю хороших выходных. Вот, будьте здоровы. Вот, ну, всем пока, всем счастливо.